Đầu bếp Thanh Vũ cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một món ăn như là một bài thuốc quý rất tốt cho sức khỏe, đúng không anh Vũ? Của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là lẩu xương non. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món lẩu xương non gồm có 4 củ tỏi nướng, 150g củ sen, hắc xì dầu, nón tàu, chua sọ, đường phèn, một số gia vị thông thường và hạt nêm ai gì ngon. Trước tiên thì anh cần bắt một nồi nước để anh trần cái sườn qua nước sôi trước. Chờ nước sôi thì anh sẽ cắt củ sen. Nếu củ to thì chúng ta cắt khoảng 5 ly ha. Bây giờ nước sôi rồi, anh sẽ cho sườn và anh trần. Anh Vũ ơi, có phải là mình trần sườn non qua nước sôi để giúp cho nước lẩu của chúng ta trong hơn khi mà mình nấu lẩu không anh? Em... rất là biết nghe rồi đó. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng lưu ý điều này nhé, là nhớ trần sườn non qua nước sôi để nước lẩu của chúng ta được trong hơn. Bây giờ anh sẽ là 400g sườn non ha, mình cắt khúc khoảng 4cm. Rồi, bây giờ anh sẽ vớt ra ha. Dạ. Trong khi chờ ướp sườn thì anh sẽ bắt ra đây một cái nồi có 2 lít nước trong đó. Ướp vào đây 2 muỗng canh hắc xì dầu và thêm 1 muỗng canh nước tương Phú Sĩ để tạo ăn. Dạ. Anh sẽ trộn đều lên như vậy ha. Dạ. Nước sôi rồi anh Vũ ơi. Rồi bây giờ nước chúng ta đã sôi rồi ha. Dạ. Nóng như vậy. Và chúng ta cho vào đây khoảng 1 muỗng canh tiêu sọ. Và đây là một vị đặc trưng cho món lẩu này, đó là 4 củ tỏi nướng. Các bạn nướng trên cái lửa ga như vậy, sau đó chúng ta sẽ cho vào tạo nên cái mùi vị đặc trưng cho món ăn này đó. Dạ, tỏi nướng cho món ăn lẩu sườn non này để giúp món ăn tăng hương vị đặc trưng quý vị nhé. Đây, anh cho tỏi nướng vào. Để cho 150g củ sen vào. Anh cho tỏi tàu vào ha. Sau khi chúng ta cho sườn vô thì chúng ta phải nêm nếm gia vị ngay từ bây giờ để cho khi sườn chín và sườn cũng được thấm với gia vị. Em sẽ nêm vào đây khoảng 2 muỗng canh hạt nêm ai gì ngon và 1 muỗng canh muối. Dạ. Và cuối cùng chúng ta cho vào đây 2 muỗng canh. Thì mình ăn chung với rau gì là phù hợp anh? Ở đây anh chuẩn bị sẵn rồi, đó là rau từng ô. Rồi mì trứng nè. Đó. Và bây giờ sườn của chúng ta đã mềm rồi đó. Các bạn nhớ thỉnh thoảng vớt bọt nha, để cho nước lẩu chúng ta không bị chua. Chúng ta nấu khoảng chừng 20 đến 30 phút là sườn chúng ta mềm rồi. Nếu các bạn mà muốn ăn mềm hơn thì chúng ta cứ nấu thêm khoảng 10 phút được ha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ cho sang một cái nồi nhỏ. Ha. Và bây giờ thì anh sẽ múc cho em một phần ha. Rồi, mời em thử và em phát biểu cái cảm nhận của em về món này như thế nào. Dạ, em cảm ơn anh Vũ. Anh Vũ ơi, ngon quá. Em thấy là nước lẩu thì có mùi tiêu rất là thơm, mùi tỏi nướng nữa. Rồi còn sườn non thì mềm nè, ăn đã rất là ngon rồi. Thứ nhất trong món ăn này là cái gì không? Đó chính là tỏi nướng. Khi mà ăn thì có vị rất là bùi bùi, không hề bị hăng. Và Kim Thảo nghĩ là sau ngày hôm nay món lẩu sườn non sẽ được bổ sung vào trong danh sách những món lẩu yêu thích của Kim Thảo nhé. Anh cảm ơn những cái lời nhận xét rất là chi tiết của em và cũng rất là chính xác đó Kim Thảo à. Dạ. Thưa các bạn, mong rằng đây là một gợi ý để làm phong phú thêm thực đơn bữa ăn gia đình của mình, mà còn là một bài thuốc ẩm thực rất là bổ ích, sẽ đảm bảo sức khỏe cho cả nhà của mình. Chúc Kim Thảo cũng như quý vị và các bạn thành công với món lẩu sườn non.